Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của em Khoa nha. Thì hôm nay cuối tuần rồi, em có lên cho bạn là hai mẫu xe đẹp nha. Một mẫu xe là của thương hiệu là United Color of Benton, mã là mã Fever 70C. Thì dòng xe này thì một con rod nó đi tay ngang các bạn ơi. Xe này sử dụng cấu hình là 3 dĩa 8 liếp, hàm phanh là hàm phanh cuộc, vành là vành xé gió bản cao nè, đùm là đùm nhôm, căm là căm inox, khung là khung nhôm, ghi đông bô tăng nhôm, cọc yên nhôm, đùi đĩa nhôm. Nói chung là đa phần trên xe toàn xài phụ tùng nhôm hết các bạn ơi. Chỉ duy nhất có cây phuộc thôi là phuộc thép thôi. Phuộc thép thì nó sẽ nặng hơn phuộc nhôm tí xíu, chênh lệch không có nhiều đâu. Nhưng mà về độ bền, độ chắc chắn thì nó là rất là nồi đồng cối đá luôn nha các bạn. À, thì hai mã xe này thì em bán giá cực kỳ ưu đãi luôn, giống như mọi khi thôi các bạn ơi. Thì em báo giá đầu video luôn. Con này em bán là 5.300.000, con này em bán là 6.300.000. Báo giá đầu video cho bạn tham khảo luôn nha. Thì xe giá đó đã bao gồm cả phí ship rồi nha các bạn. Các bạn chỉ việc ở nhà và đặt cọc cho em Khoa thôi. Em Khoa sẽ giao hàng tới tận nơi cho các bạn luôn. Thì nếu mà quý anh nào mà ở Sài Gòn thì tới trực tiếp shop em, kiểm tra xe, đặt test xe thoải mái luôn nha. Thì xe em bán ra sẽ tặng kèm 4 món ăn chơi: đèn trước, đèn sau, ga đỡ nước và cặp chắn bùng lở nha. Full đồ chơi luôn. Về các bạn không cần phải đầu tư gì thêm nha. Con này khung nhôm nè, dáng sườn cực kỳ đẹp các bạn ơi. Con này thì mét 60 trở lên đi ok. Hai con mét 60 trở lên đi là đẹp rồi. Đó. Giờ em đi vô review chi tiết trên xe nha các bạn. Đây là phần tay bấm xả của nó đây, Shimano 3 dĩa 8 lít. Phần dây này là dây zin của nó luôn rồi các bạn ơi. Nó kết hợp màu xanh với màu trắng. Đây là khung xe thì rất là đẹp luôn. Em quay ở dưới cho các bạn xem luôn. Xe thì không có bị mớp méo nha, tem nhật đồ còn đầy đủ nha. Xe là trong tình trạng là hoàn hảo nhất, về các bạn chỉ việc vận hành thôi. Lip 8 tầng nè, củ đời Shimano Claris nè, đùi để Rowell 3 tầng nè, pedal là pedal nhựa nha, gạt trẻ Tuning. Con này em bán 6.300.000 bao gồm cả phí ship. Thì mã này mấy anh nào thích dạng mà gọi là xe mà đạp nhẹ mà có tốc độ á, thì lựa chọn em này là cực kỳ ok luôn. Tại sao? Tại vì tiếp nhỏ nó 11 tơ các bạn nhìn nè, cái lip cuộn nè, nhỏ xíu, đùm sau là đùm của Fell luôn các bạn ơi. Trớn cực kỳ dữ luôn. Đùm Fell là đùm thương hiệu của Mỹ nha các bạn. Bao tay thì em có thay mới rồi nha. Và cái yên thể thao mới. Thì xe này trang bị một cặp vỏ là Kenda mới cứng luôn, 728 nè. Em quay gần cho bạn xem nè. Sau này khỏi tốn tiền mà thay luôn, đi vô tư tầm một năm mấy, không có đầu tư vô thêm về con xe này nha. Khoảng tầm một năm mấy trở lên, không cần đầu tư. Xe bên em bán ra thì có chế độ bảo hành đầy đủ. Xe em bán ra bảo hành cho bạn là 12 tháng luôn. Mua về là chỉ việc vận hành thôi chứ không có làm gì thêm nha. Về phần canh chỉnh đời thì các bạn ở Sài Gòn thì có thể đến trực tiếp shop em. Canh chỉnh đời miễn phí luôn, trong 12 tháng luôn. Lộn, lăn tăn nữa, canh đời miễn phí hết đời xe luôn nha các bạn. Bán ra có chế độ bảo hành đàng hoàng luôn nha. Vấn đề kỹ thuật thì bao cho bạn về xài luôn á. Không phải lo gì hết, trục chặt gì, có em xử lý chế độ hậu mãi shop có. Đây giờ em quay chi tiết nè. Xe này chắc có bắt cái bát bơm, chắc có tặng kèm cái bơm nữa các bạn ơi. Quên nữa, em chia sẻ luôn, cái càng trước là em dặm lại rồi nha, cái phuộc trước là dặm lại rồi nha, tại vì nó bị chày nhâm. Nhiều khi khách giờ thì khoái xe đẹp thôi, bị chày thì khách cũng không có thích mấy, nên là em bỏ lại đi dặm lại luôn cho nó đẹp lại nha. Xe thì tổng quan rất là đẹp nè, chống nhìn ngầu các bạn, chống này chống thay mới nha. Dán sườn cong cực kỳ là đẹp luôn. Mấy chỗ chày thì nói chung là em có phải phẩy lại. Trục giữa là trục giữa bạc đạn các bạn ơi. Trục giữa bạc đạn nè. Xe rít cực kỳ luôn nè. Em quay trả ngược lại mà cái bánh sau nó cũng dè lại nữa các bạn ơi. Chớn con này cực kỳ ghê luôn các bạn. Thì đây là mã số 1. Em ra với giá là 6.300.000 bao gồm cả phí ship. Tặng 5 món luôn chứ không phải 4 món các bạn ơi. Thì bạn nào quan tâm mẫu này thì liên hệ em chốt đơn nha. Xe này sau này quý anh đi và muốn nâng lên xe rót nó là ok vô tư luôn.
bỏ thêm bộ tai lắc nữa vô là ok. Lắc Claris 8 em có nhận năng nha bạn. Bạn nào mà có nhu cầu muốn năng lên rod con này thì báo em nha, em có nhận luôn. Vành xé gió bản cao nhìn khá là ngon, 6.300.000 cho một con xe Nhật về vận hành luôn, khỏi lo lăn tăn gì vấn đề sửa chữa cả. Cấu hình 3 dĩa 8 lip inox. Thì đây là mã số 2 nha các bạn. Mã này mã đinh lớp. Con này thì là made in Taiwan. Dòng đinh lớp là khá là nổi tiếng của Anh Quốc rồi. Thường thì chúng ta hay sử dụng vỏ đinh lớp trong xe hơi hay là xe máy cũng nhiều. Và cũng biết cái chất lượng về cái thương hiệu đinh lớp rồi. Thì cũng có sản xuất xe đạp luôn. Các bạn cũng không cần phải bàn cãi về chất lượng đâu. Xe thì đi cấu hình là 3 dĩa 7 lip nha. Bấm xả nè, 3 dĩa 7 lip nè. Ghi đông của tăng nhôm, khung nhôm, cọc yên nhôm, đùi đĩa nhôm, vành nhôm, vành nhôm hai lớp nè. Nhìn đã không các bạn, còn cái rãnh phay an toàn nè. Đùm là đùm si nha. Đùm si nha, cái nước si của nó là nhìn đẹp cực kỳ luôn. Căm là căm zin theo xe. Nhìn nó bóng óng ánh như căm inox vậy. Căm này căm zin theo xe là căm chì, căm thép nha, chứ không phải là căm inox nha. Nhưng mà cái độ bóng óng ánh nó cực kỳ cao luôn. Xe này đi ban đêm thì nổi nhất khu luôn. Con này màu cam, có mấy vết trầy ở ngay đây. Này, đây. Thì màu này các bạn có nhu cầu thì nói em chấm lại cho nha, chấm lại những vết trầy này nha. Tại màu này em pha, em sợ nó không có giống nên là em không có chấm luôn. Nói chung là chỉ có một vài vết trầy nhỏ thôi. Xe này thuộc dạng là tình trạng đẹp. Nó đi một cái màu cam nhám nè. Xe nét cực kỳ luôn. Đùi đĩa là đùi đĩa nhôm 3 tầng đĩa của nhà Rowell nè. Củ đời là củ đời của nhà Shimano Tony nè. Xe thì đã được bảo dưỡng cân chỉnh mượt mà hết rồi. Bao các bạn chỉ việc sử dụng về cái tai bẻ này là của đinh lớp nè. Thì xe canh chỉnh ngon lành rồi. Cục trợ lực thắng của Shimano nè. Em mở bóp thử cho các bạn xem. Nhẹ nhàng êm máy lắm. Xe này thì 1m60 trở lên đi là ok. 57, 58 hạ xuống xíu đi cũng được nha. Khỏi lo. Xe này trang bị cặp vỏ 700x28 vỏ Kenda mới cứng luôn. Đi về vận hành luôn, khỏi cần tốn tiền thay thế gì hết. Xe ngoại hình còn khá là mới. Mua về để tập thể dục, đi dạo phố, đi làm đa năng cũng được. Các bạn có nhu cầu lắp ve Vega thì em vẫn hỗ trợ lắp được luôn nha. Chỉ cần các bạn nói mong muốn của các bạn như thế nào thôi. Bên shop em Khoa sẽ đáp ứng lại nè. Nè giờ quay lại mà bánh xe sau nó cũng quay nữa. Đây là đùm của nhà Joy Test luôn nè, đùm si nè. Cái nước si nó còn khá là đẹp nè các bạn. Em quay kỹ cho các bạn xem luôn nha. Vỏ ý chứ, không phải một cặp vỏ mới cứng các bạn ơi. Vỏ trước mới nha, vỏ sau là vỏ zin nha. Gai gió còn ok nè. Độ sâu còn ngon nè. Nói chung thì xe về các bạn đi vô tư trên 6 tháng năm, khỏi phải đầu tư gì thêm á. Vỏ thì hiện tại chưa có nứt nẻ gì hết. Tại vì xe vỏ trước nó bị mòn quá rồi, nên em phải thay thôi. Em báo nhầm hồi nãy là báo một cặp, xin lỗi các bạn. Thì xe chỉ có thay thế vỏ trước thôi. Vỏ sau còn giữ vỏ zin cho các bạn luôn. Mã này 5.300.000. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ em với số điện thoại nha, 0909081386. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.